Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái mặt hoa chớp. Và cái chớp là chớp của Thái nha cô chú. Tên của nó là chớp chợ. Nó có một cái mặt hoa chớp rất là đẹp không cô chú. Và nó chớp hoa này là cực kỳ to luôn. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con đang có một lô chớp chợ hàng trồng thuần. Và cây bên con là cây đang nụ nha cô chú. Tất cả đều đang có nụ luôn. Và cái nụ là chuẩn bị là kịp chơi Tết. Cây cực kỳ khỏe nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp và rất là to. Hoa là màu tím đậm nha cô chú, tại vì có nắng nó cháo nên không có lên màu á. Đồng giá bên con đang bán là 120.000 một chậu. Và bên cửa hàng bên con sẽ ship từ hai chậu cho cô chú. Dendro chớp chợ. Và đây là hình cây của Dendro chớp chợ bên con nha cô chú. Đây là hàng trồng thuần rồi nên cô chú mình về mình cứ chăm sóc vô tư, mình khỏi sợ nó bị tuột lá, khỏi sợ nó bị giống như hàng Thái về là sẽ tuột lá mất sức nha cô chú. Đó. Cái này là bên con đang trồng bằng giá thể là bằng than. Cô chú có thể mình về là mình chơi hoa xong mình sẽ trồng lại. Cây tất cả đều đang nụ nha cô chú. Và kích thước cây của bên cửa hàng bên con thì nó đang dài tầm khoảng cỡ 45-50 cm. Và cái này là nếu mình để nguyên chậu thì tiền cước sẽ hơi cao một tí ha cô chú. Đồng giá là 120.000 một chậu. Bên cửa hàng bên con sẽ ship từ hai chậu. Và hai chậu thì bên cửa hàng bên con sẽ bán với giá tiền là 220.000 cho hai chậu nha cô chú. Cô chú nhìn cây bên con đang bắt đầu nhú mầm hết nè. Đang bắt đầu có mầm hết rồi nha cô chú. Cây là nói chung là cực kỳ khỏe luôn, đã xuống rễ rất là tốt, mắt ngủ rất là sáng, đang chuẩn bị lên mầm. Đồng giá là 120.000. Tất cả cây là đều đang nụ nhỏ chơi Tết nha cô chú. Nụ là nụ nó nhỏ mà chứ không phải là cây nụ bự. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Đây là Dendro chớp chợ nha cô chú. Hoa cực kỳ đẹp luôn á.